giờ mới tìm được bắp xào một con rùa. Cuối cùng cũng mua được hộp bắp xào ưng ý như ngày xưa rồi, thích rồi. Hello, xin chào các bạn ha. Thì Phương đi 2 tiếng đồng hồ từ Vũng Tàu lên Sài Gòn để mua một cái món ăn mà mình rất là thích. Cái hồi mình sinh viên á, mình nói chung là tuần nào mình cũng phải ăn một lần đến hai lần. Thì món này đó chính là cái này, tên bắp xào nha. Bắp xào rất là ngon. Trước đây á, cái bắp xào này á là ở Hồ Con Rùa, đường Phạm Ngọc Thạch. Mình hay ăn lắm. Có một cái cô của bán ở trên cái xe á, cô đẩy đến cô bán á. Mình đến mình mua cái bắp xào này á, nó ăn nó rất là khác so với những cái người đã khác làm nha. Cái hạt bắp nó rất là ngọt nè, tôm khô tép nó cũng rất là nhiều ngon, nó có da gà nữa. Nhưng mà Phương không thích ăn da gà nên là Phương chỉ mua bắp với lại tôm thôi. Trời, vừa nói vừa thèm luôn á. Bây giờ á thì cô chuyển về cái địa chỉ mới rồi, là số 118 đường Cô Giang, quận Tân Bình phải không ta? Hình như là đi qua cái cầu Kiệu là tới nha. Phương cũng không rành đường Sài Gòn đâu. Thì cái lúc mà tìm cái này á là mình đã đi lạc 2 tiếng đồng hồ. Mình phải lên mạng mình tìm địa chỉ, xong mình chạy vòng hết trơn không phải. Hey, đây là cái hộp bắp xào nha. Hộp bắp xào Hồ Con Rùa nổi tiếng mà thời sinh viên mình hay ăn, bây giờ vẫn rất là ngon, không có thay đổi mùi vị gì hết, chỉ có thay đổi chỗ bán thôi, người bán cũng y chang luôn. Đó. Có cái nước hầm rất là ngon nha, mình không hiểu là nấu với cái gì ha. Cái nước hầm này là ngon lắm. Mà cái hạt bắp nó mềm, tôm nó cũng thấm vô cái nước này nữa, ăn cực kỳ ngon. Rồi. Giá là 20k, 25k, 30k ha, tùy các bạn ăn phần nào thì có phần đó ha. Trước đây ở Phạm Ngọc Thạch, Hồ Con Rùa, bây giờ là dời về 118 Cô Giang, Phú Nhuận nha. Đó, Phú Nhuận hay Tân Bình thì tôi không biết nữa, nói chung tôi không rành đâu, biết địa chỉ là 118 Cô Giang thôi. Rồi, ok. Bắp xào.